Chúng ta thử xử lý cái bài toán liên quan tới vấn đề cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất ha. Ở đây cho một cái hàm F nằm đa thức phụ thuộc vào hai tham số. Viết rằng cái hàm số này đạt giá trị nhỏ nhất tại x0 bằng 1. Khi đó chúng ta sẽ thấy được rằng F3 nó sẽ phụ thuộc vào A và B. Trong đó AB nó chịu một cái ràng buộc, một số ràng buộc ha. Thì chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất có thể của F3 khi AB thay đổi thỏa mãn cái điều kiện bên trên ha. Theo định nghĩa của giá trị lớn nhất nhỏ nhất chúng ta có được là F đạt giá trị nhỏ nhất trên tập số thật tại x0 bằng 1 và có f(x) lớn bằng f1 với mọi ý thuộc tập số thật. Đây là điều kiện thứ nhất. Đó là điều kiện đội thì cần và đủ luôn ha. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái điều kiện phụ, một cái điều kiện thừa ha, để chúng ta nhanh chóng tìm ra mối liên hệ giữa A và B. Đạo hàm của F tại 1 bằng 0. Đây là điều kiện số 2. Lưu ý rằng bởi vì hàm F đạt giá trị nhỏ nhất tại 1, khi đó F sẽ đạt đạt cực trị tại 1. Chính vì thế đạo hàm của F tại 1 bằng 0. Chúng ta xử lý cái điều kiện thứ hai trước ha. Nhớ là cái điều kiện thứ hai là điều kiện thừa. Ta có thể suy ra từ điều kiện 1. Đạo hàm của F tại X thì bằng 6X mũ 5 cộng cho 2AX cộng B với mọi ý thuộc tập số thật. Do đó chúng ta có cái điều số 2 tương đương 2A cộng B cộng 6 bằng 0. Hay là chúng ta rút B ra bằng trừ 2A trừ 6. Như vậy chúng ta có 2A cộng B thì bằng trừ 6 ha. Như vậy ta có điều số 1 nó sẽ tương đương. Ta thay B bởi trừ 2A trừ 6 ha. Vế phải này nè thì nó chính là a trừ 6 ha. Trừ a trừ 5 chứ. À, kiểm tra lại. Anh ta giãn ước cái con 6 này luôn đi ha. Thì vế phải nè, cái cụm này nè, chính là trừ 5 trừ a. Là thu gọn hết luôn đi. Trừ 11 trừ A. Nguyên cộng bên phải luôn ha. Vậy nó biến đổi. Nhớ điều này đúng với mọi yếu tố tập số thật. X mũ 6 cộng 2X bình phương trừ 2 a cộng 6 trong ngoặc nhân ý cộng cho 5 cộng a lớn bằng 0. Ta gom lại ha, nhóm các số hàng lại. X mũ 6 trừ 6x cộng 5 cộng cho a nhân cho x bình phương trừ 2x cộng 1 lớn bằng 0 với mọi ý thuộc tập số thật ha.
tương đương. Chúng ta có thể phân tích x mũ 6 trừ 6 x cộng 5 bằng cái sơ đồ Khmer ha. Thì ra chính là x trừ 1 tất cả bình phương. Rồi nhân cho x mũ 4 cộng 2 lần x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình cộng 4x. Cộng 5 cộng A lớn bằng 0 với mẫu x thuộc tập số thật được ha. Thì với x khác 1 thì cái điều này tương đương với cái số hạng bên trong này lớn bằng 0, thì nói chung là chúng ta có thể nhanh chóng ha, ta có được x mũ 4 cộng 2 lần x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình phương cộng cho 4x cộng 5 cộng A lớn bằng 0. Cái mẫu x thuộc tập số thật. Dạ, chỗ này mình đã lý luận nhanh ha. Cái điều này chắc chắn đúng rồi ha. Lưu ý rằng là khi bằng khi cắt 1 thì cái điều này ok rồi. Thì cái này đúng với mẫu x thuộc tập số thật. Bỏ 1 nè. Và chúng ta sẽ chỉ ra rằng là cái điều này vẫn đúng khi x bằng 1 luôn ha. Vậy cái điều này lơ đi. Đúng trên tập số thật luôn. Được ha. Và ở trên để có được cái phân tích này chúng ta dùng sơ đồ Khmer chẳng hạn ha. Ta sẽ có dễ nhanh chóng ra được điều này. Như vậy chúng ta muốn có được điều này thì chúng ta phải có được giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này nè. Lớn bằng 0. Thật ra cái hàm số này có thể đạt giá trị nhỏ nhất nha. Nên là gửi điều tên, điều trên tương đương với giá trị nhỏ nhất của hàm G trên tập số thật. Lớn bằng 0. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra giá trị nhỏ nhất của hàm số này ha. Thật ra chúng ta có thể dùng công cụ khảo sát hàm số. Hoặc là công cụ, thật ra chứ không phải công cụ mà là cái sự nhạy bén để tìm ra được giá trị nhỏ nhất của hàm g trên tập số thật. Cụ thể như sau, g bằng tên nhóm các số hạng ha, x mũ 4 hay x3 cộng x bình vô thành một nhóm. Nhóm còn lại là 2 lần x mũ 2 cộng 4x, chúng ta cộng thêm 2 cộng cho 3 cộng A thì nó sẽ ra là x bình phương nhân cho x cộng 1 tất cả bình phương cộng cho 2 lần x cộng 1 tất cả bình phương cộng 3 cộng A. Thì dễ dàng thấy nó lớn bằng g trừ 1. Nó bằng là 3 cộng A. Đây chính là giá trị nhỏ nhất của hàm g ha, đúng với mẫu x thuộc tập số Như vậy giá trị nhỏ nhất của hàm g chính là 3 cộng A. Cái điều bên trên này nè, nó sẽ tương đương. Cái điều số 1 á, nó tương đương điều này. Như vậy là điều số 1 tương đương với 3 cộng A lớn bằng 0. Thì A lớn bằng trừ 3. Lưu ý rằng chúng ta có A cộng 2B, 2A cộng B bằng trừ 6 và A lớn bằng trừ 3 nha. Chúng ta xác định F 3. Chúng ta sử dụng cái mối liên hệ 2a cộng b bằng trừ 6 rồi a lớn bằng trừ 3. Nói chung chúng ta sẽ tính được F3 thì bằng 3a cộng cho 705. Mà a lớn bằng trừ 3 ha,
do đó nó lớn bằng trừ 9 cộng 705. Thì nó sẽ bằng là 96, nhầm, 696. Vì giá trị nhỏ nhất của F3 là bằng 696. Và đạt được khi A bằng trừ 3, B bằng trừ 2A trừ 6, tức là B bằng 0. Ý tưởng giải quyết nó khá là cơ bản ha, nhưng chúng ta cần có một số tính toán hơi phức tạp một tí xíu. Điều số 1 là cái điều quan trọng, còn điều số 2 chỉ là một cái thông tin bổ trợ để chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa A và B, cái ràng buộc phương trình ha. Sau đó chúng ta viết tường minh cái thông tin số 1 này khi chúng ta giãn ước con B ha. Không phải chính xác là giãn ước con B mà là khử con B. Lúc đó chúng ta sẽ đưa ra một cái điều kiện bất thức cho A, cụ thể là A lớn bằng trừ 3. Rồi chúng ta có F3 thì bằng 3A cộng 705. Chúng ta có thể thấy rằng là dễ dàng thấy được F3 nó lớn bằng 696 bởi vì A lớn bằng trừ 3 ha. Thông tin để đánh giá này. Rồi như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán này, cũng không quá phức tạp về mặt ý tưởng. Tính toán thì có thể hơi cồng kềnh một chút xíu.